Hello, xin chào tất cả các bạn đến với clip tiếp theo này nha mình. Chào các bạn đi. Không chào được, tay bẩn rồi. Không chào được. Tay vướng đang cầm cái. Hello. Các bạn ơi, hôm nay bạn Tiến kiếm được cá sấu ở đâu mà to đấy? Chào các bạn nha, hôm nay tôi đang đi rửa chân ở bờ ao. Thế là nó ngoặt vào chân, kéo lên được bốn con này. Thế à? Tưởng nó nhỏ nhỏ quá, to quá. Bao nhiêu cân? Nó tầm khoảng 10 cân. Cắn đâu? Nói chung chân mình đồng da sắt thì nó còn thiếu lâm quyền nên là nó cũng không gì. Bạn Tiến hôm nay bắt một con cá sấu cực kỳ to các bạn ơi. Bạn đang rửa chân ở dưới bờ ao. Vì cá sấu không biết là hoang dại của nhà nào nuôi nó đập vào chân. Nên là bạn Tiến đã bắt về đây và anh em mình sẽ làm một món cá sấu nướng siêu cay nha các bạn. Tẩm ướp, anh em mình sẽ làm một cái nước sốt vừa xả vừa ớt rồi thì là sa tế các thứ hỗn hợp đấy, trộn vào con cá này để mà nướng siêu cay nha các bạn. Các bạn chờ đợi nhé. Con cá này bao nhiêu cân các bạn Tiến? 10 cân. Đó, con cá này 10 cân các bạn ơi, rất là to. Anh em mình đã rửa giấy cực kỳ sạch sẽ các bạn nhìn này. Đó, đuôi nó dài thượt thượt đến dài hơn 1 mét nha các bạn. Bộ da là tôi phơi ngoài kia để mai tôi làm túi sách. Bộ da để anh em mình làm được 3 cái quần các bạn ạ. Cho nên phải biết đây. Rất là dài luôn các bạn ơi. Gần mét rưỡi. Gần bằng bàn Tiến bên kia thì nó phải mét rưỡi. Đó. Bây giờ các bạn chờ đợi nhé, anh em mình sẽ đi chế biến nhá. Cá để anh em mình vừa mới rửa sạch sẽ rồi. Sạch sẽ rồi. Bây giờ chỉ việc làm cái đồ ướp để anh em mình cho lên ướp thôi. Ok không? Ok. Rồi ok, các bạn chờ đợi nhá. Đó, sau khi anh em mình rửa cá xong thì anh em mình bây giờ sẽ bằm tỏi ớt các bạn nhé. Bằm tỏi ớt trước nhé, để làm cái nước trộn để mà sẽ ướp lên con cá nhé, cho nó thật cay, siêu cay vào. Anh em mình mua rất nhiều sả đây. Rất nhiều sả, rất nhiều ớt. Thì mình có thể đủ ướp vào con cá to này. Cá rất là to các bạn ạ. Món này to lắm các bạn ạ, anh em mình phải khẩn trương làm nhanh không thì sợ lướng rất là lâu. Nó không chín một phát là chết. Đó các bạn ơi, anh em mình đã làm xong cái nước ướp rồi các bạn này. Cực kỳ nhiều sả, nhiều ớt luôn. Vàng chóe. Đó các bạn thấy không, con cá sấu quân vào cái mâm mà cực kỳ to, cực kỳ dài luôn. Đây bà Tiến sẽ tẩm ướp cho mát cá sấu nhé. Mát xoa. Bạn ấy cẩn thận để nó rơi hết ra mâm ra đất kìa. Đó, cho nó thật đều thật ngấm vào để anh em mình sẽ lướng nhá. Cho vào cả bung cả ấy nhé. Wow, nó cực kỳ dài luôn các bạn ơi. Đó, ướp vào nó vàng chóe. Thấu không biết lướng ăn ngon không đây. Đó, rất là vàng, rất là đẹp. Cá sấu bao giờ rồi? Không ăn cá sấu bao giờ rồi? Tôi bây giờ mới bẫy được con cá sấu cùng chân. Không ăn bao giờ chưa? Chưa. Rất là to. Siêu to luôn. Suýt mất đôi chân thì cá sấu. Đó các bạn thấy không? Lật con cá chật vật rồi đấy. Nhìn cái bụng nó này.
anh em mình phải rửa đáy cực kỳ sạch để cá sấu nó tanh không các bạn ạ. Đó các bạn ơi, bây giờ anh em mình bắt đầu xiên vào con cá nhá. Đó, phải 2-3 người phủ nhau thì mới xiên được con cá dài này. Tròn đây đấy. Răng nó rất là sắc các bạn ơi. Đấy đấy. Anh em mình phải kiếm được một thanh sắt đấy để mà buộc vào nó đấy các bạn ạ. Trước hết là phải buộc đã, cái mồm vào đã. Răng này con dao đây, cắt cái này ngắn được. Được dài được. Không cần ngắn, không buộc hẳn vào cái đoạn gần cấy ấy. Giữa tí nữa vào chỗ mắt ấy. Trượt đấy. Buộc chắc vào. Bởi vì là rất là lăng các bạn ạ. Anh em mình phải kiếm một thanh sắt dài cho nó nhỏ, nó chắc khỏe. Nếu mà chê thì nó phải một thanh chê to. Ok. Từ thủa để ra rồi toàn ăn cá cảnh, cá rồng. Hưng bị giang nhương để cho tiền đấy, cái nhương cao lên. Đấy. Nó dễ nhìn. Ở lăng phải suột về đằng giang một tí nữa đấy. Chỉ là dài quá bên này đấy. Suột đấy, ráng tí nữa. Suột sau, quấn đây chứ. Nào đưa đây. Giữ cái gì quấn đi. Đó. Rất là dài các bạn ơi, rất là dài, rất là to. Mấy anh em hỗ trợ nhau thì mới... Đó. Xuê đôi mà không xuê, nó chắc. Anh em mình phải buộc phải thật chặt vào. Tí nữa mà cho lên dàn rồi là khó buộc lại nha các bạn. Đây các bạn này, hôm nay anh em mình phải đổ một ít than lên đất thì nó mới đủ. Bởi vì cái máng này nó không đủ dài. Đó, đặt lên đây. Rồi, cong cả cái đinh sắt luôn các bạn ạ. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không? Vàng chóe luôn. Nướng con này lâu lắm các bạn ơi. Đó. Các bạn đón chờ nhá. Đây các bạn ơi, anh em mình nướng được khoảng 15-20 phút rồi các bạn này. Đang khô cái vỏ dần rồi này, nhưng mà còn lâu lắm các bạn ạ. Nhưng mà lại anh em mình sai sách quá, anh em mình buộc vào cái thanh sắt tròn này này. Cho nên là không thể quay được, bây giờ này phải làm cái giá đỡ ở bên dưới để mà lật các bạn ạ. Đó, phải tiếp thêm than này này, tốn rất nhiều than. Nói chung là rất là lâu chín đấy các bạn ạ, phải mấy tiếng đồng hồ ấy thì mới được quánh chén. Nhưng mà nhìn thì rất là vàng, rất là đẹp rồi. Rất là thơm rồi. Các bạn cố gắng đợi chờ cái món siêu phẩm của anh em mình nhé. Đây nhìn cái đầu của nó này. Đó. Vẫn còn sống các bạn ạ. Chưa chín. Ừ, được, cắn vào tay. Đó. Anh em từ nãy giờ rất vất vả về cái bếp này. Đó, bây giờ anh em mình đang lật. Nó nghiêng con cá này cho nó chín nha các bạn. Kéo nó rung đuôi đấy bạn Tiến ấy. Đây. Đó. Các bạn thấy vàng chưa? Vàng chóe thật. Trong khi chờ đợi món cá sấu chín thì hai bạn ngặt rau. Ngặt rau sống thì anh em mình ăn kèm nhé. Rau sống các bạn ạ. Bạn Giang đang đu đưa. Em vẫn chờ em giấu muộn màng. Biết em yêu người ấy đã rất nhiều. Phòng hát khổ quá. Hát thầy này cả xị bố rồi. Còn đâu nữa mà phô phải không? Đó các bạn ơi, anh em mình quyết thêm một lượt cái nước ướp lên trên mình con cá nhé. Đó, rất là nóng luôn. Quét thêm vào cho nó ngấm, cho nó cay. Cũng gần chín rồi các bạn ạ. Nó tương đối ráo rồi. Đó. Thịt nó hơi lứt ra rồi. Rất là dài, rất là to, rất là đen, rất là hôi, à không hôi, rất là thơm. Ôi, cá sấu của anh em mình chín rồi các bạn ơi. Bây giờ anh em mình sẽ nhấc ra để mà triển khai nhé. Đây, rất là vàng, rất là đẹp rồi. Đó,
chín rồi, thơm quá rồi các bạn ơi. Bây giờ nhà mình mang ra để mà đánh chén nhá. Quanh chén nướng mấy tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng mới chín đấy các bạn ạ. Rồi ok, hai bạn nhấc ra đây đó, vàng rộm. Đây các bạn ơi, cá của anh em mình đã lên mâm rồi. Bây giờ Văn Giang đang gỡ bởi dây thép anh nhá, để anh em mình ấy nhá đánh chén nhá. Thèm quá rồi, cực kỳ thơm các bạn ơi. Nhìn cái thớ thịt này vàng rộm luôn đó, rất là đẹp. Anh em phải buộc cực kỳ chắc chắn đấy. Đấy, anh tháo lên trước đi, cái ngoài này đó. Nói chung là nướng con cá sấu là mất 4 tiếng đồng hồ các bạn ạ, cho nên là bây giờ nó chiều tối là hơi tối một xíu các bạn, hết sức thông cảm cho anh em mình nhá. Rất là dài luôn, vừa dài vừa to, nó nướng rất là mất công, mất là rất là nhiều thời gian các bạn ạ. Đẹp lắm quá, rất là lắm. Ăn tiến cẩn thận nhá các bạn ơi. Cái món cá sấu nướng của anh em mình đã xong xuôi. Anh em mình nướng mất khoảng gần 4 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Đây bây giờ nướng lâu đến mức độ mà bây giờ trời đã gần tối rồi. Cá này rất là ngon. Bây giờ anh em mình bắt đầu phải thưởng thức nha các bạn nhá. Nhìn rất là hấp dẫn, rất là thèm rồi. Tôi chuẩn bị ra rồi. Đó, bạn Tiến pha ra đi. Đây anh em mình chấm với muối ớt. Thần thánh đấy. Cái món thần thánh của anh em mình cực kỳ cay, cực kỳ ngon luôn. Trời ơi. Lần đầu tiên tôi ăn cá sấu nướng này. À, cá sấu luôn. Nghe thế nào bạn? Thịt có chắc không? Dài lắm, chắc hơn. Thôi bây giờ mình sẽ thử một miếng đầu tiên cho các bạn. Các bạn nhìn này, thịt ở bên trong nó rất là trắng, ở bên ngoài nó vàng cháy luôn. Nóng bây quá, mình thử nhá, mình ăn thử nhá. Tước mà. Chấm với cái thể loại siêu cay này. Mời tất cả các bạn nhá. Đấy, chén đấy. Có không ăn, nó làm xét trước. Hả, ngon quá. Ra. Vẫn còn rất là nóng các bạn ạ. Bởi vì anh em mình phải ăn vội chẳng trời tối. Rất là cay, rất là ngon. Bạn ra ăn đi, đây này. Mình bóc một tí đuôi này. Cái thớ của nó như thớ thịt gà nhỉ. Lớp da bên ngoài nó rất là dai các bạn ạ. Mời các bạn nha. Vâng. Ngấm ra vị rất là cay. Mời cả nhà nhé. Nói chung là món này các bạn xem này cũng hơi rớt nước dãi đấy, nên là các bạn thông cảm nhé. Dài đấy các bạn ạ, chứ không bở đâu. Rất là ngon luôn. Ngon quá các bạn. Kèm với một ít rau sống. Nói chung là cái món này nó rất là thơm các bạn ạ. Anh em mình tẩm ướp rất là thơm, cho nên nó hơi có ruồi một xíu các bạn ạ. Nhưng mà anh em mình làm review tí bia cho nó rực rỡ nhỉ? Ừ, có chứ. Bạn Giang bạn rất là một ít. Đó các bạn nhìn thấy con cá của anh em mình mua không? Rất là dài, rất là to. Con này 10kg nha các bạn. Nướng rất là lâu, rất là vất vả. Nếu mà ăn rất là ngon. Này, cho bạn nào ăn miếng này. Thôi để tôi thử trước đi, tôi làm miếng đuôi xem là ngon không. Rồi, cái đuôi này nó rắn lắm các bạn ơi. Như thịt gà. Đuôi là rắn chặt thế này, nhìn này, mà thịt nó trắng tinh. Rất là hấp dẫn. Mình thích cuốn với rau ăn hơn. Các bạn nhá. Nặng, ngon đấy. Rất là ngon. Ghi tí tôi làm bộ răng này. Răng nóng làm gì? Để làm hai cái lót dày. Được. Không. Mời tất cả các bạn. Anh em mình làm một ít bia các bạn nhé, cho nó mát luôn. Dạ. Với cái món này mà không uống bia thì nó hơi phí mất. Mời tất cả các bạn nhé. Mời mọi người nhé. Uống hết thì cốc đầu tiên. Người ta gọi là ăn miếng thịt to, uống bát bia đầy. Đây mình bể cái chân nhà các bạn ăn thử cái chân xem như nào. Con cá này nó bị tật các bạn ạ, nó bị thiếu bút chân. Đây cái chân các bạn nhìn này. Rồi, có cái chân bây giờ bể ra chia sẻ cho anh em nhé. Mình làm cái bàn chân. Cái này nó không phải là mỡ đâu ạ. Mỡ màng. Rồi, hai bạn. Chén đi. Cái chân này ngon không các bạn ạ? Ngon hơn chân gà nhiều. Ăn nó vừa dai vừa thơm. Nói chung là anh em mình tẩm ướp rất là kỹ. Trong lúc nướng là quét đi quét lại rất nhiều lần nữa. Cho nên gia vị là thấm rất là nhiều, rất là đều. Khá là ngon. Không ngờ cá sấu lại ngon như thế.
Nhưng mà cá sấu các bạn nhớ phải nướng kỹ. Ăn thịt nó mới dai và nó thơm. Mà nó không bị tanh. Nói chung là một con như này cực kỳ nhiều thịt đúng các bạn ạ. Nhiều lắm. 10 cân nhỉ? Đúng rồi. Không, 10 cân. Một yến. Không phải 10 cân đâu, một yến. Cũng ăn 10 cân thì vừa. Các bạn xem video của anh em mình thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Để anh em mình có nhiều động lực để nướng cái con nó còn khủng bố hơn nữa, to hơn nữa các bạn nhá. Lần đầu tiên tôi ăn cá sấu đó. Nói chung là từ lúc anh em mình quay đến giờ nay mới làm cái con nó to như thế này. Nướng rất là lâu các bạn ạ. Anh em mình không nhanh ấy, trời nó tối nay thì không thể quay được nữa. Trời đang tối rồi đó. Nướng từ trưa đến giờ. Nhất nướng, nhì tiên, à nhì chiên, tam xào tứ luộc. Tôi mới học rồi à. Nhất nướng, nhì chiên, tam xào tứ luộc. Thế ăn sống thì coi là gì? Ngũ ăn sống. À, thêm câu ý nữa. Nhất nướng, nhì chiên, tam xào tứ luộc, ngũ ăn sống. Cái khu vực đuôi này các bạn này, nó toàn là thịt không, cực kỳ dày luôn. Quá thể dày luôn, chỗ này nó toàn thịt, không có một cái gì khác. Xương không có, mà một cười cả sấu không có xương dăm nhỉ. Có chứ. Có xương sườn thôi, có xương sườn không có xương dăm. Không xương dăm. Ôi, rất là chặt các bạn này. Phải lấy cái mã tấu này. Cá sấu này cực băng động, cực mạnh. Ôi xùi ôi. Xùi ôi, trắng chiều kìa. Ôi, dài lắm các bạn này. Tôi cũng xe cái cho nó kinh khủng. Cá sấu nó không bở như anh em mình nghĩ các bạn ạ. Lúc đầu cũng nghĩ nó như cá, như kiểu cá bình thường. Rất là dai. Từ là cá mà nướng kỹ rất là dai, cá gì cá. Nhưng phải nướng thật kỹ. Các bạn ăn đi. Mà thứ này chảy dọc. Đó. Con nào cũng nốt nó hấp rồi. Nó dài ngon. Lớp bia đây. Rất là mát các bạn này. Ăn cay vào, ăn ngon, làm hớt bia vào. Rất là sướng. Wow. Cái đuôi của nó quá nhiều thịt luôn đấy đúng không? Đúng rồi. Quá dày. Này, cái lề của mày. Wow. Đó. Cái lề phải bằng bằng chân người trưởng thành. Mà có khi đuôi của nó, có khi còn thịt còn ngon hơn chân. Cái đuôi nó cứ ngoài. Ừ, nó vỉa. Vỉa đuôi. Rang thử bẻ quả đuôi xem có phải là cái đuôi nó là cái sụn không? Phỏng cái cuối không ấy. Dạ. Bẻ xem có phải cái nó là sụn không? Xương. Đây cái khấu đuôi của nó này các bạn này. Trong mưa cán này toàn thịt lạc các bạn ạ. Dài quá. Dài thật đấy. Ít mỡ lắm. Cái phần đầu anh em mình không ăn nên anh em mình không nướng chín cái phần đầu các bạn ạ. Đây chín từ đây vào vai nó. Chín và cực kỳ ngon rồi. Quá ngon. Nói chung là cái phần bên ngoài nó gia vị nó ngấm vào nhiều các bạn. Rất là ngon. Chặt quá. Mình đao này. Đây cái này mình xé ăn mới ngon. Ôi giời, cái này ngon đấy. Thẳng như các bạn nhìn này. Miếng thịt cá mà cầm mà nó thẳng như cái que thế này. Thế nào? Thôi, nướng rất là kỹ. Tăng mới muốt thật đấy. Nướng cá sấu, những các bạn mà mua những con to các bạn nướng ấy, các bạn không thể xuất ruột được các bạn nhé. Xuất ruột là sống đấy, mà là cháy hết ở bên ngoài. Ôi. Kèm nướng rau sống vào nữa. Hết bài hết vở. Rất là rực rỡ. Ngon quá các bạn. Rồi anh em mình làm hấp bia đi. Nói chung là cái món này hấp dẫn của các bạn này. Mời các bạn nha. Cảm rất là ngon. Nhìn này còn rất là đặc sắc nữa. Mời tất cả các bạn nhé. Bạn Hưng thấy món cá sấu ngày hôm nay thế nào? Tôi thấy là lúc đầu anh em mình làm ướp ấy. Sờ vào này, tanh. Nói thật là nó tanh. Nó kinh người gấp 10 lần con cá bình thường. Nhưng mà ướp xong nướng vào bây giờ là chắc thấy mùi gì? Chỉ thấy mùi thơm
Lúc đầu là tôi sợ là quả này ăn xong sợ tanh, nhưng mà ai ngờ ăn này rực rỡ quá. Đó. Mà cái thớ thịt nó không phải như là cái kiểu thớ thịt cá, tức là nó vát xếp xếp này không mà. Thớ đúng thịt rồi. Dọc như này như thịt trâu. Thì tối về thử meo thôi. Còn bạn Tiến, bạn có nhận xét gì về cái món cá này không? Tôi có nhận xét món cá này này. Nếu các bạn học cách nướng thì các thứ là các bạn phải tĩnh như nước. Như con cá, tĩnh như con cá sấu này này. Nó chỉ chờ mồi tục để nó tập con mồi thôi. Nhưng bạn phải nướng cảm giác như là không sốt ruột, bình tĩnh và thong thả đàng hoàng. Bây giờ mình như đi du xuân, đúng rồi, đúng đi rồi. Chảy hội. Đấy, phải đàng hoàng. Nướng sốt ruột hỏng hết các bạn đúng ạ. Rồi. Nó không khô được cá, mà không chín được, mà này bị cháy nữa. Mình phải nướng cao. Còn bạn Giang, bạn cảm nhận làm sao về cái món cá ngày hôm nay? Rất là thơm. Thứ hai là mình thấy vừa giống ăn cá vừa giống ăn thịt. Đúng rồi, đúng ăn thịt gà. Gần giống với thịt gà các bạn ạ. Nói chung ăn rất là ngon. Ngày hôm nay anh em mình làm con cá sấu này bỏ công bỏ sức ra là không hề phí uổng một chút nào cả. Cá thì lên hình rất là đẹp, màu mè rất là đẹp. Cá chín tới ăn rất là ngon, ai cũng khen. Xem tới đây các bạn thấy video của anh em mình hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Và bây giờ anh em mình trời đã tối rồi các bạn này. Đúng rồi. Bởi vì là quay cả quá xấu thì quá thể là lâu đi, trời tối rồi. Bây giờ anh em mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào.